nhắc là môi trời mi vi vác cái mặt tiền hả? Ta phơi thì lòng ăn cúi ngõ rồi, đợi mi tiền thì tắt hết nắng còn phơi gì nữa. Em đợi anh không phơi bữa ni thì em phơi bữa tê. Mà răng cứ đến hẻ mẹ không cho anh em mình đi chặt đi nhắc nhở, cứ bắt mình phơi lọ, lọ hết cả đi. Chứ trời không phơi lọ thì lấy môi ra cấu đổ mồm mi hả? Mà nhà mình là nhà kê, làm nông, cố mà phơi đi rồi đưa cho mấy bà hàng xáo xuống thành phố mà bán như lọ đang tăng giá. Ô hai cái thằng dê dông bay lại phơi lọ trước ngõ nhà tao. Chi? Ngõ mồ ngõ nhà bà. Này tôi nói cho bà biết đây là cái ngõ đây là cái xóm chung nhá. Ừ. Cái ngõ bà trong đứa, tôi có phơi mô mà. Đúng em. Tính mà vừa đây. Chứ chờ bay có cào lọ mà không? Hay là để tao tạt nát cho bay phơi đến một quýt luôn à? Ai da? Ai da? Mình chối mình tạt đi. Mày tạt đi. Mày tạt đi. Này nhá, tao đừng có tạt quái nha. Nè, cái loại nhá, đừng có tạt quái nha, thấy mà vừa thôi nhá. Nhà mồm có loại nhá. Đúng rồi đấy, vừa vừa em hái rồi nhá. Rồi, bay cứ phơi đi, phơi cho dài vô. Tí tao trông cái mưa tua nhá, tha hồ mà bay chặt. Ừ. Chồng cái tua gì? Nè, mưa thì mưa chung, ướt thì ướt chung. Ừ. Là dự án là làm quá dự án cho thoải mái tí lọ đừng phải khó tính trời đi phải nắn lên tún hạt mưa rồi ôi trời nhanh lên có hạt mưa rồi mà lại còn ngồi nữa nhanh lên ôi trời đang vừa mới nắng lại mưa được quá ai biết được ôi trời ơi bà cô xa